Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món xương sáo ha. Xương sáo hay còn gọi là thạch đen, mình thường thấy trong các loại thức uống, một số món chè, rất dễ mua và cũng dễ chế biến nữa. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn một gói xương sáo đen dạng bột ha. Thì gói này có khối lượng là 50g. Và ở mặt phía sau cũng có ghi rõ cái cách hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một củ gừng, 1/2 chén đường vàng, một chén nước và 1 lít nước. Mình có chuẩn bị sẵn thêm một cái hộp để sau khi mình nấu xương sáo xong á, mình đổ vô trong hộp này cho dễ cắt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái gói xương sáo này ra ha. Thì trong cái bịch xương sáo này là có sẵn một gói đường nhỏ và có luôn dầu chuối nha các bạn. Đây, đầy đủ combo của nó luôn. Bây giờ mình sẽ cắt cái gói xương sáo nhỏ này ra ha. Mình sẽ đổ cái gói bột này vào trong cái nồi á để mình tiến hành mình nấu. Đây là cái bịch đường nhỏ đính kèm ha các bạn. Và này là dầu chuối ha. Dầu chuối mình sẽ bỏ sau cùng. Khi mà nấu xong tắt bếp rồi á, mình sẽ bỏ vào. Theo như đông y á, thì xương sáo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, giúp cho các quá trình chuyển hóa trong cơ thể diễn ra dễ dàng. Nên thường được sử dụng để nấu và chế biến thành món thạch xương sáo giải nhiệt trong những ngày hè nóng lực và oi bức. Với bột xương sáo sau khi cắt ra, mình sẽ đổ vào trong nồi nước chuẩn bị sẵn. Mình dùng vá quậy đều lên để cho bột tan đều trong nước ha. Tránh tình trạng bị vón cục nha các bạn. Bột xương sáo sau khi mình khuấy tan đều trong nước á, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái gói đường nhỏ này vào trong nồi luôn ha. Giờ mình sẽ cho chén đường này vào trong nồi nước ha, để cho đường tan trong nước xíu nữa mình nấu nước đường luôn. Thì cái công thức nấu nước đường là mình theo tỷ lệ 1:2 nha các bạn. Ví dụ mình chuẩn bị một chén đường thì mình sẽ dùng 2 chén nước và sau đó mình nấu để cho nó kẹo lại thành một chén. Hoặc là bạn nào muốn ăn mà cái đường nó kêu hơn á, thì mình cũng có thể cho nó sắc lại còn nửa chén. Nước đường này mình có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của từng người. Bột xương sáo hồi nãy mình ngâm trong nước, mình đợi tầm khoảng 5 phút cho bột hòa tan đều trong nước. Để khi mình nấu xương sáo mình sẽ không bị vón cục nha các bạn. Trong thời gian đợi xương sáo tan đều trong nước thì mình sẽ sắc gừng ha. Mình gừng hồi nãy thì mình đã đi gọt sạch vỏ rồi. Bây giờ mình sẽ sắc miếng miếng ra rồi mình sắc sợi. Xương sáo sau khi ngâm được 5 phút á, bây giờ mình sẽ bật lửa ở mức trung bình ha. Rồi mình bắt đầu mình nấu xương sáo nha các bạn. Ở trong xương sáo nấu rất là đơn giản luôn, cái kiểu như là rau câu á. Nhưng mà nấu xương sáo thì nó nhanh hơn. Xương sáo nấu rất là đơn giản. Tuy nhiên mình cũng có một số điểm cần lưu ý ha. Thứ nhất là khi mà mình bỏ cái bột vào trong nước á, để mình hòa tan á, thì mình phải khuấy đều tránh cái tình trạng bị vón cục nha các bạn. Mình ngâm cho nó hòa hết trong nước rồi mình mới nấu ha. Tại vì khi mà bị vón cục á, thì mình nấu xương sáo sẽ không được mịn nè. Thứ hai, điểm lưu ý thứ hai nữa là trong quá trình nấu là mình phải khuấy đều tay luôn. Không được bắt lên như vậy rồi bỏ đi. Tại vì cái bột mà khi mà gặp nhiệt độ nóng mà mình không khuấy thì nó rất dễ bị dính cái đáy nồi và bị khét đó các bạn. Xương sáo thì có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên á, mình cũng không nên ăn quá nhiều ha, bởi vì ăn nhiều sẽ gây khó chịu nè, đầy bụng và khó tiêu. Thì mỗi ngày thì mình tốt nhất là nên dùng 1 ly thôi. Mình có thể ăn kèm với chè nè, hoặc là ăn với sữa tươi không đường hoặc là sữa đậu nành. Đặc biệt là các bạn không nên uống vào buổi tối hoặc sáng sớm ha, tại vì như vậy sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa. Cái thời điểm tốt nhất mà mình dùng xương sáo á, là vào buổi trưa, lúc mà thời tiết mà nóng nực á, cảm thấy trong người mà khát nước á, lúc đó mình ăn một chén xương sáo này là cảm giác là như giải tỏa hết cái cơn khát luôn. À, bây giờ xương sáo đã bắt đầu đặc lại ha các bạn. Mình khuấy mình thấy nặng tay rồi. Bây giờ mình dặn lửa về mức thấp nhất ha. Đó, các bạn nhìn thấy trong nồi này, nó nổi lợn cợn lên và tay mình bắt đầu mình quậy, mình cảm giác là nó bị nặng nặng á. Thì lúc đó là mình hạ lửa là được rồi. Sau khi mình hạ lửa ở mức thấp nhất á, thì mình nấu thêm tầm khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Nấu đến khi mà mình nhìn vào trong nồi mình thấy xương sáo mình nó đạt cái độ trong á, là như vậy là đã chín rồi. Rồi, xương sáo của mình bây giờ đã trong rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó trong như vậy là đã đạt được độ chín rồi nè. Giờ bắt đầu mình tắt bếp ha. Giờ mình sẽ cắt dầu chuối mình đổ vào trong nồi luôn ha. Mình đổ mình quậy đều rồi sau đó mình sẽ đổ cái nồi xương sáo này vào trong cái hộp vuông á, hồi nãy mình có chuẩn bị sẵn á. Rồi mình để nguội thôi. Để tầm khoảng 30 phút, mình cất vào trong tủ lạnh ngăn mát tầm khoảng 30 phút là mình có thể lấy ra mình ăn được rồi. Đó, mình bỏ dầu chuối vô mình trộn đều lên nha các bạn. Xương sáo sau khi nấu xong thì mình đã cất vào trong tủ lạnh rồi nha các bạn. Mình cất vào trong ngăn mát và mình đợi tầm khoảng 30 phút cho xương sáo nó đông lại ha. Như vậy là mình có thể lấy ra rồi mình bắt đầu mình thưởng thức được rồi. Trong thời gian đợi cho xương sáo đông lại thì mình nấu nước đường ha. Thì cách nấu nước đường rất là đơn giản luôn. Hồi nãy thì mình đã trộn đường vào trong nước rồi. Bây giờ mình bắt lên, mình bật lửa và mình cứ khuấy đều như vậy. Đợi cho nồi nước nó sôi bùng lên và nó rút lại tầm khoảng 1 phần 2 lượng nước có trong nồi. Như vậy là mình đã xong cái nồi nước đường rồi ha. Thì tuy nhiên cũng có một số bạn thích ăn nước đường nó kẹo nó đặc lại á, thì mình có thể mình nấu nó lâu hơn một xíu nữa. Nói chung cái này mình có thể gia giảm điều chỉnh tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Nước đường đã sôi lên và kẹo lại rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, cho gừng vào, đợi nước đường nguội và mình bắt đầu mình thưởng thức thôi. Sau 30 phút để trong ngăn mát của tủ lạnh thì xương sáo của mình đã đông lại rồi hen. Mình nhấn vào thì mình
thấy có độ đàn hồi lên. Cái kiểu của nó là đông dẻo á các bạn. Nhìn hấp dẫn ghê không? Bây giờ mình sẽ cắt ra ha và bắt đầu thưởng thức thôi. À, bên này mình có chuẩn bị sẵn một chén đá viên nè. Xương sáo này thì các bạn có thể ăn kèm với sữa đậu nành nè, hoặc sữa tươi không đường. Thì mình thích cái vị thơm của gừng á, nên mình hay dùng nước đường, có bỏ gừng vào để mình ăn thôi, mình không có kèm theo các loại thức uống khác nữa. Rồi bây giờ mình lấy thử miếng xương sáo lên cho các bạn xem ha. Rồi các bạn thấy không, cái miếng xương sáo là láng mịn bên trong luôn. Mình cầm vào là thấy có độ đàn hồi, dẻo và dai. Như vậy là đã đạt rồi nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức món xương sáo mình vừa mới nấu xong ha. Các bạn thấy không, cái cục xương sáo này nó đông cứng lại luôn nè, không có bị bể và mềm nha cả nhà. Bây giờ mình thử xem như thế nào ha, mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mắt lạnh luôn cả nhà ơi, dai dai béo, có vị thơm của nước gừng nữa, nói chung hòa quyện lại rất là ngon luôn. Rồi mình cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình ha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình nữa nhé. Rồi bây giờ là mình sẽ ăn thôi.